Kính bạch chư tôn đức tăng ni, xin kính chào quý vị khán giả, chào đón quý vị đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Thưa quý vị, tới thời điểm này, hành trình của Bước ngoặt cuộc đời đã được đồng hành cùng với quý vị khán giả ở một chặng đường sang năm thứ tư. Nhưng có thể nói, mỗi câu chuyện từ mỗi quý vị khách mời đến từ nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, nhiều công việc khác nhau lại mang tới chúng ta những nguồn cảm hứng vô tận. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một người khách mời đặc biệt. Anh dành nhiều đam mê và tâm huyết trong việc nghiên cứu và phát triển tự Phật gỗ tại Việt Nam. Trân trọng giới thiệu, anh là giám đốc tại xưởng tự Phật gỗ Phúc Minh, anh Nguyễn Ngọc Phương. Xin chào bạn MC, xin chào khán giả của chương trình Bước ngoặt cuộc đời. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được tham gia chương trình này. Và rất mong muốn rằng trong một thời gian rất ngắn này, tôi có thể chia sẻ được những cái đam mê của tôi đối với ngành tạc tượng gỗ tại Việt Nam. Anh Nguyễn Ngọc Phương được biết là hiện nay đang là một cư sĩ, cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Phật Pháp, cụ thể là nghệ thuật tự Phật tại Việt Nam, cả về quãng thời gian lịch sử cũng như là tới thời điểm này nữa. Anh có thể chia sẻ để khán giả hiểu hơn về cơ duyên khi mà anh được tiếp cận với Phật Pháp là như thế nào? Dạ, cách đây 6 năm. Khi đó thì mình cũng có cái nhân duyên là mình đến một cái làng nghề và từ đó mình gặp bà xã mình. Khi đến làng nghề đó thì gặp bà xã mình thì mình đơn thuần lúc đó chỉ là người làm kinh doanh thôi. Thì mình nghĩ rằng là tượng Phật và những cái nghề ở đó thì hoàn toàn có thể làm ăn buôn bán được. Nhưng lúc đó thì mình cũng chưa nghĩ rằng là tượng Phật thì sẽ là một cái mà mình mong muốn tới. Thì anh đồng hao của mình có rủ mình đi buôn gỗ. Và trong quá trình buôn đó thì đột nhiên đến cái thời điểm thì thị trường bị chững lại. Thì hai anh em mình nghĩ ra làm những cái pho tượng đồ mỹ nghệ, trong đó bao gồm những tượng như là tượng Phật, tượng Quan Công, tượng Di Lặc, tượng Khổng Minh, thậm chí những con giống và những bức tranh để bán để có nguồn thu nhập thêm. Thì trong quá trình làm đó thì không hiểu tại sao thì có một cái gì đó như sức mạnh vô hình cứ đẩy dần mình đưa cố gắng làm ra những tượng Phật. Và mình cũng cố gắng thử làm một vài tượng Phật, và trong quá trình đó thì mình có đưa lên trên mạng. Thì đột nhiên có một người từ bên Đài Loan đặt vấn đề với mình, thỉnh tượng Phật. Và sau đó thì có một quý thầy đặt một hệ thống tượng rất lớn ở trong Bà Rịa Vũng Tàu đặt mình. Thì mình mới nghĩ ra rằng như vậy rõ ràng cái này có một tương lai. Thế thì khi đó thì mình mới chỉ nghĩ rằng có tương lai và mình mới tập trung vào, nhưng vẫn làm những cái mảng khác. Và đến năm 2017 thì hoàn toàn có sự thay đổi. Lúc đó thì mình trong một lần đi chùa thì mình tự dưng mình thấy rằng là mình phải có một trách nhiệm tập trung vào làm tượng Phật tốt hơn. Khi đó thì mình bỏ hết toàn bộ những cái phần tượng mỹ nghệ và tranh gỗ, mình tập trung cho tượng Phật. Và khi đó bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu, tìm kiếm và đọc sách về Phật giáo để chắt lọc ra những hình tướng của tượng Đức Phật, của tượng Quan Âm, tượng Bồ Tát, và nghiên cứu về những khảo cổ của Việt Nam, những cái di tích khảo cổ, nghiên cứu những tượng cổ Việt Nam để tìm hiểu xa xưa các ông làm tượng ra sao và giờ chúng ta sẽ phải làm thế nào. Sau một thời gian đó thì mình thấy rằng là mình cũng có một khả năng nhất định về đọc tài liệu, thì mình bắt đầu mới thấy rằng là cái say mê của mình đúng là nó đúng cái thế mạnh của mình. Và mình bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu hơn. Và đến ngày hôm nay thì rất may mắn là những cái mà mình lựa chọn thì nó cũng có những cái đạt được nhất định để có thể ngày hôm nay ngồi trao đổi với mọi người. Cá nhân anh khi đứng trước một tượng Phật gỗ đẹp thì mang lại cho anh những cái cảm nhận như thế nào ạ? Ở góc độ của một người làm nghề, thật ra là để trả lời câu hỏi đó rất là khó. Nhưng mà đặt ở vị trí của một người Phật tử, một chư tôn thiền thức khi vào trong một ngôi chùa mà nhìn thấy một tôn tượng có tướng hảo, tướng đẹp, thì đầu tiên mọi người thấy hoan hỉ. Bản thân mình cũng cảm thấy xúc động khi mà mình thấy tôn tượng đó. Đặc biệt nếu như mình cảm thấy rằng tôn tượng đó đang dõi mắt nhìn theo mình và mồm ngài mỉm cười nhìn mình, thì mình cảm thấy mọi thứ ưu phiền trong mình tan biến hết đi. Và nếu như mà mình lúc đó mình đang mong muốn có thể tìm kiếm một cái sự nương tựa từ trong tôn tượng đó, thì mình cảm giác như tôn tượng đó giống như một cái gì đó chỗ chữa rất tốt cho mình, để mình là an ủi cho mình cái tâm hồn của mình, chữa lành vết thương của mình. Cộng thêm với khi mà mình tu tập thì bản thân khi mà mình nhìn một pho tượng đẹp, mình cảm thấy giống như có một sự kết nối, sợi dây kết nối giữa tôn tượng với mình.
và khiến cho mình tinh tấn hơn trong con đường tu tập. Ở nhà riêng của anh Phương ạ, thì anh đặt hay là anh thờ theo tượng Phật nào? Nhà mình có thỉnh ngài tượng Phật Thích Ca, cũng là do mình tự tạo tác ra. Tôn tượng đó thì không phải tôn tượng đẹp nhất, nhưng đó là tôn tượng đầu tiên, ngày đầu tiên mình tạo ra một tôn tượng như vậy. Nếu như so với những cái ngày hôm nay thì tôn tượng đó có thể không được hảo tướng bằng. Nhưng đó là cái kỷ niệm, cái cảm xúc lớn nhất. Mỗi lần mình nhìn vào mình thấy rằng là cái ngày đầu tiên đi học, cái ngày đầu tiên bắt đầu làm, ngày đầu tiên bắt đầu tạo ra tôn tượng Phật, đẹp hay xấu thì đấy là cái tinh hoa nhất, cái đầu tiên tạo ra và cái mốc lịch sử để tạo ra đến như ngày hôm nay, để tính tượng như thế này. Những cái bức tượng Phật rất là đẹp đang được anh đặt tại trường quay của chương trình Bước vào cuộc đời ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn. Hai tôn tượng này là thể hiện ra hai giai đoạn rất là quan trọng bên mình. Khi bắt tay vào năm 2015, mình tháng 8 2015 mình bắt đầu bắt tay vào mình làm tượng. Tượng thì mình cũng chưa nghĩ làm về tượng Phật, nhưng đến tháng 8 2017 là mình bắt đầu đặt tên là xưởng tượng Phật Phúc Minh. Lúc đó thì từ ba người, bao gồm là một mình, một anh đồng hào của mình và một chị vợ của anh mình, ba người cùng làm với nhau trong 2 năm, đến năm 2007 mới chính thức là đặt tên xưởng là tượng Phật Phúc Minh. Và lúc đó thì mình có vạch ra trong 3 năm đầu tiên là giai đoạn 1 sẽ bắt đầu vào việc rằng là mình sẽ đi tìm những tượng trên thế giới có nét tương đồng với tượng của Việt Nam. Và mình sẽ lấy những tượng đó, mình có sự cải tiến và đưa những cái tinh tế của người Việt, của tượng Việt Nam vào, làm sao cải tiến cho tượng còn gũi với khuôn mặt của Việt Nam, tướng giống người Việt Nam. Thì tượng này biểu thị cho cái giai đoạn 1 đến năm 2020. Và mình đặt ra giai đoạn thứ 2 là bắt đầu là mình tướng đến dòng tượng Nam truyền. Đây là dòng tượng Bắc Tông. Còn đây là dòng tượng Nam truyền. Từ năm 2021 thì bên mình bắt đầu là sau khi đã xong tất cả những gì liên quan đến Bắc Tông rồi thì mới đầu tiến đến dòng tượng Nam truyền, để đảm bảo rằng là mình có thể phục vụ cho tất cả các tông phái mà hiện tại đang hoạt động tại Việt Nam. Được thể hiện qua những cái chi tiết cụ thể như thế nào ạ? Đây là một tôn tượng rất là phổ biến ở trong miền Nam. Là tôn tượng này là tôn tượng Phật Thích Ca, lối Thiền Tông. Khuôn mặt này là khuôn mặt đặc trưng của bên mình. Bây giờ mình mang ra bên ngoài, mọi người chỉ cần nhìn liếc qua người ta sẽ biết ngay đây là tượng Phúc Minh. Đấy là người ở người ta có yêu thích về tượng Phật. Thì tôn tượng này có một cái sự khác biệt là đây là một dòng tượng Phật đương đại. Thế thì khác tượng cổ ở chỗ nào? Là tượng Phật đương đại sẽ xử lý tượng và để vân, lộ vân ra và phun PU. Thế thì cái dòng tượng này khi mà đưa từ Nam ra ngoài Bắc thì mình có thêm cái màu sắc của thép vàng, đây là vàng kiêu kỵ vào. Thì tôn tượng này, cái phần thép này mình sẽ làm khác một chút, là mình thép vào chỉ là mang tính rất điểm xuyến để tạo ra điểm nhấn cho tượng, chứ không phải thép vào để tạo ra một tôn tượng toàn bộ là vàng. Như vậy cái phần mặt vẫn giữ nguyên chất mộc và chất gỗ, vân gỗ vân độ lên, và mọi người nhìn vào rất là đẹp. Và vì cái phần gỗ này hấp thụ ánh sáng rất tốt và phần vàng phản chiếu ánh sáng nên người ta sẽ nhìn, người ta nhìn thấy mặt rõ ràng. Còn tôn tượng này là tôn tượng lối Nam truyền, thì bên mình phát triển dòng tượng này mục đích là phục vụ cho một nhóm rất nhỏ các ngôi chùa ở trong miền Nam. Từ những ngày đầu tiên đó, cái khởi điểm đấy bắt đầu việc học là tại đâu, ai dạy anh tạo tượng Phật? Thì mọi người vẫn nói rằng là nó có nhân duyên.
bản thân mình thì mình học bách khoa và mình lại đi làm kinh doanh bất động sản. Vâng. Khi mình đến với tượng Phật, mình không biết một cái gì, thậm chí cái đục mình cũng không biết, cái dùi mình cũng không biết là cái gì cả. Thì trong quá trình đó mình nỗ lực mình học hỏi và mình tìm kiếm để xây dựng ra một cái hình tướng tượng và hướng dẫn cho người làm theo. Mình vẫn nói mọi người rằng mình giống như là một người được lựa chọn, vì mỗi khi mà mình mong muốn tạo ra một mẫu gì đó, gần như mình có một cảm xúc rất là dạt dào, và từ đó mình vẽ ra một hình tướng và vẽ ra cái tiêu chuẩn và hướng dẫn các bạn làm theo. Nó rất là kỳ lạ, không hiểu tại sao là mình có thể mình cứ ra được mẫu liên tục như thế. Nên càng mình làm thì lại càng ra được nhiều mẫu mới. Bên mình thì hay có một cái nó giống như là thiền. Thì những lúc mà mình cảm thấy là mình cần phải nghĩ thì mình thiền. Và thiền là mình sẽ có những ý tưởng rất là nhiều nó ra. Ý tưởng về tạo tượng ra rất nhiều, hình tướng tượng ra. Sau đó thì mình viết lại giấy, xong mình vẽ lại và mình hướng dẫn cho bạn. Nên nếu như nói về mặt kiến thức thì mình cũng có học, chủ yếu đọc trong kinh Phật và tìm kiếm các cái cuốn y tịch cổ từ các thời trước, từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, mình cũng đọc rất nhiều trong kho Hán Nôm rất nhiều. Nhưng mà để làm được ra những tượng như thế này thì gần như là những cái đó là cái nền tảng. Nhưng để sáng tạo thì toàn bộ những cái sáng tạo ra được thì đều là tự dưng cứ đến với mình. Anh nói rằng là anh đã bắt đầu những cái bước đầu tiên như là một nhân duyên đấy ạ. Thì anh thấy rằng là cái khó nhất trong cả một quy trình để có thể tạo nên một tượng Phật hoàn chỉnh, nó nằm ở công đoạn nào? Bên mình thì chia ra 3 nhóm tạo tượng. Thứ nhất là nhóm nghệ nhân đơn thuần, là anh chỉ tạo theo cách anh thích và anh cứ để lại đó, ai đến mua được thì mua, không mua được thì thôi. Nghệ nhân đơn thuần. Còn nhóm thứ hai là nhóm cứ tạo ra và mong muốn rằng là bán được và tạo ra theo một cái chủ độ, một cái mục đích rõ ràng. Nhưng thông thường cái nhóm này thì tạo ra nhưng mà cũng chỉ bán được cho một nhóm người nhất định. Vì thường là những cái nhóm này là sẽ nhìn nhà bên cạnh làm cái gì, họ sẽ làm theo như thế. Còn loại thứ ba là như bên mình đang làm, bây giờ bên mình có sự nghiên cứu về thị trường trước. Đầu tiên mình sẽ nghiên cứu xem bạn Linh và mọi người quanh đây, mọi người đang thích những cái gì, các bạn ở độ tuổi gì, về nhân khẩu học. Sau đó mình sẽ phân tích ra rằng là các bạn thờ tại đâu, không gian nào, không gian Tân Cổ Điển hay là Bắc Âu hay là Scandinavia hay là Indochina. Từ đó thì mình bắt đầu xây dựng ra một cái format của tượng. Dựa trên format đó mình bắt đầu mình mới đưa những cái ý tưởng của tượng vào trong đó, mình bắt đầu dựng lên. Nôm na là mình sẽ dự đoán trước nhu cầu khách hàng ra sao, mình xây dựng một tượng như vậy. Và tượng đó sẽ đưa vào trong đó những cái tinh hoa của Phật giáo cổ. Và dựa trên đó thì mình bắt đầu sản xuất. Sản xuất ra rồi thì mình bắt đầu có đưa ra thị trường để test thử. Test thử xong rồi, bắt đầu mình mới bắt đầu tiến hành phân phối. Thì nếu như mà khó thì tất cả các khâu đều khó. Nhưng khó nhất thì vẫn là khâu tạo ra mẫu mã sản phẩm. Thứ hai là khâu định hướng thị trường để người ta quan tâm và người ta muốn mua cái thôn tượng đó. Theo quan sát của anh ạ, thì anh thấy sao về thị trường tượng Phật Việt Nam của chúng ta hiện nay, có những cái điểm gì được hay là chưa được? Việt Nam mình có hơn 100 triệu dân, trong đó khả năng mà có thể thỉnh tượng khoảng tầm vài chục triệu người. Và mức độ chi tiêu của người Việt Nam hiện tại bây giờ thì càng ngày càng tăng. Và cái người Việt Nam thì cái học vấn và cái nhận thức của mọi người càng ngày càng cao so với thời gian trước. Chính vậy mọi người hướng đến cái đẹp nhiều hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì trong thời gian chục năm trở lại đây, cả nhu cầu mọi người tăng, học vấn tăng, tiềm lực tài chính tăng lên. Nhưng cái khả năng đáp ứng của làng nghề hiện tại vẫn chưa đáp ứng được. Chính vậy mới xảy ra một câu chuyện là cái văn hóa của nước ngoài bắt đầu đi vào Việt Nam rất nhiều. Rất nhiều người nhập những cái mẫu mã của Trung Quốc, của Nhật Bản, của Nepal, của các nước khác mang về Việt Nam và bán rất tốt. Thế thì rõ ràng ở đây là chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu Việt Nam đang có. Và tại sao chúng ta không làm những tôn tượng mà có chất lượng tương đương với người nước ngoài? Đây là một câu hỏi, và cái việc đó thì bên mình cũng xây dựng ra một cái chiến lược là bên mình tiếp cận vào thị trường này cách đây 6 năm. Bên cạnh cái chủ đề đó thì mình có đưa ra 2 chiến lược cụ thể để tiếp cận vào thị trường này. Thứ nhất là đánh nông thôn, bủa vây thành thị. Có nghĩa bên mình sẽ tiếp cận vào những ngôi chùa ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Những ngôi chùa không phải nằm tại các cái trung tâm thành phố lớn. Và mình tạo tượng cho những ngôi chùa đó trước. Sau đó mình bắt đầu quay vào những ngôi chùa ở trong khu vực trung tâm. Và thứ hai là bên mình sẽ chiếm ở những nơi dễ tỏa sáng,
sau đó mới chiều đến những nơi mà kém sáng hơn, bằng cách là bên mình sẽ đi vào những cái ngôi chùa lớn có sự ảnh hưởng lớn nhất bằng mọi cách tạo tượng ở tại đó. Thì khi những ngôi chùa đó có rồi thì ngôi chùa nhỏ hơn sẽ dễ dàng là tiếp cận dễ hơn. Thì bằng cách đó thì bên mình tiếp cận được vào cái phân khúc thị trường này. Nhưng mà bên mình thì bản thân khi bắt đầu bắt tay vào thị trường thì bọn mình cũng xác định rằng là với một người mới như mình không hiểu biết gì về nghề, thì nếu như mà xác định là mình là người Hà Nội, mình mà tạo tượng để bán tại miền Bắc rất khó. Chính thế thì bên mình có đưa ra một cái con đường là bên mình sẽ đi thẳng vào trong miền Nam và tạo dòng tượng khác biệt hẳn, là tượng to, mộc, đẹp, tinh xảo, có hồn và cao cấp. Và chỉ đầu tiên trong vòng 3 năm đầu tiên chỉ làm việc tại trong miền Nam, không làm việc ngoài Bắc. Và khi thành công ở miền Nam rồi thì mình mới mang cái thành công đó, cái thương hiệu đó quay trở lại ngoài Bắc và bắt đầu dùng cái đó để thuyết phục người Bắc sử dụng những cái tượng mà có tính chất văn hóa cao hơn nhưng mà là tượng đương đại. Duy lộ trình rất là rõ ràng, nhưng mà dù thế nào thì chúng ta sẽ phải phát triển trên những cái nền tảng cơ bản và đúng nhất với những cái tinh hoa của Phật giáo Việt Nam, nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Thì Linh muốn tìm hiểu sâu hơn về cách mà cư sĩ Nguyễn Ngọc Phương đấy ạ, khi mà anh tìm hiểu những câu chuyện về lịch sử, những câu chuyện về tượng Phật, thì đâu là những câu chuyện đầu tiên mang tới cho anh những cái nguồn cảm hứng để từ đó tiếp tục tìm hiểu? Mình nghĩ rằng là mình là một người Việt Nam thì mình phải tìm hiểu về tổ tông, nguồn gốc của mình. Ở đây là các vị tổ thiền của Việt Nam. Nói xa hơn một chút thì là hiện tại bây giờ rất nhiều chùa đang thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Dạ. Nhưng Việt Nam mình thì cũng rất có rất nhiều vị tổ mà đưa dòng thiền Việt Nam, ví dụ như tổ Khương Tam Hội. Hay là bên phía thiền thì có thể là Phật Hoàng Trấn Nhân Tông, hoàn toàn có thể đưa vào vị vào đó thay cho những tượng của nước ngoài. Xuất phát ở trên cái tư tưởng dân tộc đó thì mình mới bắt đầu tìm kiếm và mình xây dựng ra tôn tượng đầu tiên mình làm về tổ thiền là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi mà làm ra tượng này thì mình gặp rất nhiều khó khăn trăm bề, vì tôn tượng đó được mặc nhiên mọi người coi là tiêu chuẩn của Việt Nam. Thế thì bây giờ để thuyết phục mọi người thì phải có một cơ sở vững chắc để làm. Thì khi đó thì mình mới đầu tư rất nhiều vào, trong đó có 4 cái mình đầu tư mạnh. Thứ nhất là mình tìm hiểu về bức tranh Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ, được vẽ vào năm 1363 do một họa sĩ vẽ thời Đức Phật Hoàng còn đang sống. Và lúc đó Ngài vừa từ núi đi xuống. Họ vẽ thì bức tranh mặc dù là cái bút pháp của người xưa thì vẽ mang tính chất là cường điệu và đại khái, nhưng mà cũng có vào vài nét mình nghĩ rằng là hoàn toàn là đúng của cụ. Thì thứ hai là bên mình có đầu tư tiền và xây dựng một phần mềm trung bình hóa khuôn mặt, nhận dạng khuôn mặt, và mình có chụp ảnh 100 người mà có được xác nhận rằng là những người đó là thuộc dòng họ Trần, từ độ tuổi từ 30 cho đến 45. Sau đó đưa vào trong phần mềm. Phần mềm sẽ tự động tìm hiểu về khuôn mặt đó và xây dựng ra một bộ khuôn mặt trung bình của người đó. Cái thứ ba là mình có nghiên cứu khảo cổ, thì mình cũng có đến một số viện nghiên cứu về khảo cổ và tìm hiểu những cái xương sọ người từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13. Thế kỷ 12 mình không tìm được nên mình đành phải chặn đầu chặn cuối. Và sau khi tìm ra được cái điểm chung của cái sọ đó thì mình có gửi sang bên Đức và nhờ các bạn bên đó là đắp cho mình cái da, cái lớp thịt lên cái khuôn mặt đó. Và cuối cùng là mình tìm hiểu tôn tượng ở trên Yên Tử, là tôn tượng hiện tại bây giờ gốc mọi người lấy về để làm các tượng Phật Hoàng Trấn Nhân Tông. Thì mình lấy 4 điểm đó lại tạo thành một cái thống nhất với nhau, và từ đó mình dựng ra khuôn mặt của Phật Hoàng Trấn Nhân Tông theo phiên bản bên mình. Và rất may mắn rằng là khi mình đưa ra thì sau khi các quý thầy có và quý ni có nghe mình chia sẻ về cái căn cứ nguồn gốc để xây dựng ra tôn tượng thì mọi người cảm thấy rằng là rất là hoan hỉ.
Và đến bây giờ thì một số ngôi chùa đã sử dụng, ví dụ như là chùa Long Hưng ở Đông Anh, Hà Nội đã sử dụng hệ thống tượng đó của mình, và một số ngôi chùa khác ở các tỉnh cũng đã dùng mình rồi. Và tượng Tổ Khương Tăng Hội thì hiện tại bây giờ cũng có khoảng hơn 50 chùa đang dùng khuôn mặt đó của mình. Thì mình cảm thấy rằng là những cái gì mình đang làm có lẽ là nó được sự may mắn và mọi người ủng hộ. Vâng. Để đến một cái thời điểm mà mình có thể tự tin về những sản phẩm mình đang làm qua cả một cái quá trình dày công nghiên cứu và phát triển như thế, thì anh Phương cùng với những cái cộng sự của mình phải trải qua những cái giai đoạn như là sản phẩm mình làm ra nhưng phải chấp nhận với những cái luồng quan điểm đúng sai đánh giá không ạ? Cái đó là chuyện hiển nhiên, tại vì bây giờ với tốc độ bên mình đang nghiên cứu và sản xuất thì một năm bên mình nghiên cứu và sáng tác ra khoảng 50 mẫu tượng. Và đến ngày hôm nay, sau 6 năm thì bên mình đã sáng tác được 120 mẫu. Và bên mình thì xây dựng ra một cái quy trình là tượng Phật cũng có vòng đời của sản phẩm. Nó giống hệt như một cái xe hơi hạng sang. Giống như một cái iPhone. Các bạn phát triển iPhone thì từ phiên bản thứ nhất đến phiên bản 15 thì cứ mỗi phiên bản đều có một sự nâng cấp mới. Thì tượng Phật bên mình xây dựng ra dựa trên cái triết lý như vậy. Cái sự nâng cấp đấy nó sẽ để phù hợp với những cái yếu tố gì hả anh? Cái việc nâng cấp này, mục tiêu lớn nhất cuối cùng là để đưa văn hóa, tinh hoa văn hóa cổ vào trong tượng đương đại, tượng Phật đương đại. Nhưng nếu như bây giờ mình đưa ngay một tượng mà có hình tướng như vậy để đến công chúng thì sợ không ai người ta chấp nhận vì trông quá khác với gì họ đang suy nghĩ. Thay vì vậy thì mình sẽ đưa ra một mẫu tượng mà mọi người vẫn đang thích và đang chấp nhận, và mình chỉ đưa vào trong đó khoảng 20% đến 25% cái sự thay đổi. Và đến năm thứ hai, tiếp tục mình đưa vào thêm 25% nữa thành 50%. Và đến năm thứ tư, mình sẽ đưa ra một phiên bản mới hoàn toàn, là lúc đó một thay đổi 100%. Thì trong 4 năm đó, các cái Phật tử cũng như chư tôn ở Đức, người ta sẽ dễ chấp nhận hơn một tôn tượng như vậy. Tức là các anh đã có một cái sự tính toán trước cho cái lộ trình thay đổi và nâng cấp như thế rồi. Đúng rồi. Khi bên mình đưa ra một mẫu tượng thì bên mình đã tính rằng là 5 năm nữa bên mình sẽ đưa ra phiên bản cuối cùng. Và lúc mà đưa ra phiên bản đầu tiên đó thì mình đã có kế hoạch cho phiên bản thứ hai rồi. Tức là năm nay ra phiên bản 2.0 thì mình đã tính trong đầu rằng là 4 năm nữa sẽ ra phiên bản là 3.0 rồi, và trong đầu đã có hết tất cả Anh Phương ơi, tức là mình cũng đã phải tính toán trước cho những cái sự phát triển, các yếu tố của thị trường trong tương lai Đúng rồi, bên mình thì dựa trên sự nghiên cứu, thì bên mình phải dựa trên nghiên cứu từ data của Google. Mình mua những data như vậy. Mình mua những data từ những công ty phân tích thị trường. Và mình có những cái, ví dụ như đơn giản như là mình có những cái 3 ngày mình ngồi lì ở trong chùa. Mình ngồi cầm một cái máy, mình chỉ bấm số lượng người ra ngắm pho tượng mình mất bao nhiêu giây, và mình xem người ta ngắm cái tượng đó ở vị trí nào, người ta thích vị trí gì, cái nét mặt người ta thay đổi ra sao. Mình ghi chép vào trong sổ đó, và mình tổng hợp ra được rằng là như vậy có 40 người người ta thích cái khuôn mặt góc này, 50 người người ta thích cái miệng cười kia, 60 người người ta đứng trên 1 phút. Thì khi đó mình sẽ dựng ra được ra một cái biểu đồ cái việc người ta thích như thế nào, thích nét gì. Từ đó mình tổng hợp lại và mình đưa ra rằng là cái chung nhất mọi người đang thích là cái gì, để mình đưa ra một tôn tượng, và mình có kế hoạch để những năm tiếp theo sẽ ra kiểu như thế. Với những cái sự sáng tạo, nghiên cứu và tìm tòi liên tục như vậy, anh Phương cùng với những người cộng sự hay là doanh nghiệp của mình có đăng ký quyền tác giả không ạ? Bên mình thì khi bắt tay vào làm tượng này thì mình xác định rằng là bên mình sẽ trở thành một doanh nghiệp sáng tác và nghiên cứu. Thì ở Việt Nam thì bản chất rằng là những cái sáng tác nghiên cứu thì cũng có rất nhiều.
Nhưng các cụ xa xưa thì các cụ không để đến vấn đề là đăng ký tác quyền. Nhưng mình có một cái khác rằng là nếu như mà muốn vươn xa thì chúng ta sẽ phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Chính thế thì 120 mẫu trong vòng 6 năm mình sáng tác, tất cả mẫu đó đều có đăng ký quyền tác giả. Ví dụ như ở đây, mình có cầm theo một cái giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là cái này. Vâng. Mỗi một tượng khi mình tạo ra thì mình đăng ký quyền tác giả trước. Đăng ký xong khi được nhà nước chấp thuận thì lúc đó bên mình mới đầu giới thiệu ra thị trường. Ừ. Dạ. Tức là mình cũng sẽ liên tục đăng ký khi mà ra mẫu mới hả anh? Đúng rồi. Mình đăng ký khi sáng tác ở trong xưởng, xưởng sáng tác xong rồi thì bọn mình sẽ gửi sang để đăng ký trước. Vâng. Đăng ký xong rồi, được chấp thuận rồi, bắt đầu mới đưa ra ngoài thị trường, bắt đầu làm chương trình marketing. Các làng nghề Việt Nam thì có những cái mà bây giờ các cụ cũng đang có sự thay đổi, nhưng mà nó vẫn còn khá khiêm tốn. Thứ nhất là ở Việt Nam đang thiếu mẫu mã, tượng Phật không đa dạng về mẫu mã. Thứ hai là yếu về công nghệ. Thứ ba là thiếu về khả năng marketing và bán hàng. Các làng nghề thì hiện tại bây giờ vẫn hầu hết là mọi người vẫn ngồi ở tại nhà và chờ khách đến. Có khách đến thì bán, mà không có khách đến thì ngồi ở hôm nay buồn quá, không có khách nào đến cả. Hiện tại bây giờ thì với cái tượng Phật đương đại thì một cái quan trọng nữa là bắt buộc phải có, đấy là các cái làng nghề phụ trợ hoặc là các cái sản phẩm phụ trợ cho tượng Phật thì mới làm được. Ví dụ như một tôn tượng của bên mình trông đơn giản này thôi, nhưng mình cần những cái phụ trợ. Thứ nhất là những người vẽ vàng. Thứ hai là chất liệu vàng. Vâng. Thì bây giờ nếu như bên mình mà ở những nơi xa mà không gần những nơi làng nghề đó, không có nâng phụ trợ đó, thì vẫn có thể thuê những người khác làm hộ cho mình, nhưng cái chi phí rất là cao và sức cạnh tranh của mình giảm xuống rất nhiều. Chính thế thì bắt buộc rằng là với tượng Phật đương đại cần phải có bốn cái yếu tố đó thì mới tạo ra những tác phẩm mình có sức cạnh tranh với nước ngoài. Còn nếu không thì mình chỉ làm ra tượng thuần mộc đơn giản này, không thể tạo ra. Ví dụ bây giờ mình đang có những cái tham vọng rằng là mình có thể mình vẽ điểm vàng, tức là dựa trên cái bút người ta vẽ keo lên trên người tượng này, sau đó là đưa vàng thép lên và sẽ tạo ra hoa văn y hệt như người Nhật Bản. Nhưng bây giờ mình đang thiếu rất nhiều những người có khả năng vẽ như vậy. Và mong muốn của mình rằng là mình sẽ có những cái công ty ở xung quanh của những làng nghề họ có những cái phụ trợ như vậy, thì mình có thể mình đưa họ sản xuất những phần công đoạn đó của mình. Thì như vậy thì sản phẩm thứ nhất là nó chuyên nghiệp, thứ hai chi phí hợp lý, thứ ba độ thẩm mỹ cao, thứ tư là hai bên có thể điều chỉnh ngay nếu như xảy ra những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Thì hiện tại bây giờ thì bên mình sau một thời gian dài triển khai thì bên mình đang thấy rằng là bên mình cô đọng lại hai việc bọn mình cần phải làm. Thứ nhất là làm sao đưa được tinh hoa Phật giáo cổ vào trong Phật giáo tượng Phật đương đại, và thứ hai là thống nhất trong đa dạng. Cái đưa tinh hoa vào thì như mình đã nói từ ban đầu là phải từng bước mới đưa vào được, không thể nào đưa ngay lập tức vào thì người ta sẽ sốc. Cái thứ hai là thống nhất trong đa dạng, thì mình có thể hiểu rằng Việt Nam mình một đất nước đa văn hóa, đa màu sắc. Trong từ thế kỷ 11 đến bây giờ, Việt Nam mình trải qua rất nhiều triều đại, và cứ triều đại này lên thì những cái thành công, những cái tuyệt vời của cái triều đại trước đều bị xóa đi và thay bằng cái mới. Chính như vậy nó tạo ra những cái vết gãy về mặt nghệ thuật Phật giáo cổ. Và hiện tại bây giờ thì ở mỗi vùng miền thì lại có những cái phong tục tập quán và những cái mẫu tượng khác nhau, và như vậy nó tạo ra một bức tranh rất đa màu sắc. Thì bây giờ Việt Nam mình đang có, theo thống kê của Ban Tôn giáo thì có khoảng hơn 18.000 ngôi chùa và các cái đơn vị thờ cúng mà đang thờ tượng. Nhưng mà cái việc mà tượng thì nó cũng rất là khác nhau. Và mong muốn của mình rằng là mình làm sao để người nước ngoài đến Việt Nam, người ta nhờ bất cứ ngôi chùa nào, người ta cũng hiểu rằng đây là ngôi chùa Việt Nam và đây là tượng Việt Nam. Nhìn một cái là sẽ thấy một cái màu sắc văn hóa. Đây là văn hóa Việt Nam. Điển hình rồi. Tự hào lắm chứ. Vâng. Cực kỳ tự hào nhé. Thế thì xuất phát từ việc đó thì mình mới xây dựng ra những cái tiêu chuẩn tượng.
và mình xây dựng, và đấy lý do sao mình nghiên cứu và mình đặt ra mục tiêu rằng là cuộc đời mình sẽ phát triển được 450 mẫu tượng, bao gồm tượng Phật và tượng đạo mẫu nữa. Và bây giờ đang là được 120 mẫu rồi. Bây giờ chào anh ơi. Hành trình cũng sắp đến đích rồi anh ạ. Thật ra là áp lực rất lớn. Hiện tại bây giờ bên mình đang là một năm làm được khoảng ra được 50 mẫu và 120 mẫu đã làm được từ những năm trước. Là bây giờ trong năm tiếp theo là phải ra 120 mẫu mà được nâng cấp. Có nghĩa rằng một năm mình phải tạo ra khoảng 170 mẫu. Nếu như mà tính ra thì cứ 2 ngày mình phải ra một mẫu mới. Vâng. Một áp lực rất khủng khiếp. Gần như là ngày nào mình cũng phải nghiên cứu và đọc sách và họp cùng mọi người để xây dựng ra mẫu đó. Nhưng mà mình thì cái đó là cái tâm nguyện của mình. Dạ. Và mình rất hy vọng rằng là làm sao trước khi mà sức khỏe mình không còn nữa, mình làm được ra điều đó thì thật sự là cái mãn nguyện. Với tâm huyết của anh Phương trong lĩnh vực tạo tác tượng gỗ như vậy thì Linh được biết rằng là tượng gỗ thì cũng có, sẽ có nhiều loại gỗ khác nhau. Để đảm bảo được cái độ bền theo thời gian thì mình sẽ có cách nào như vậy không hả anh? Trên thế giới thì có những tượng gỗ, chất lượng gỗ thì rất bình thường, nhưng họ thông qua xử lý họ để được khoảng 700 năm đến ngày hôm nay. Và đến bây giờ thì mình nghĩ rằng khoảng một vài trăm năm nữa vẫn rất là bền. Việt Nam mình thì các tượng cổ cũng rất là bền, từ thế kỷ 17 đến giờ. Các tượng, rất nhiều tượng vẫn còn tồn tại. Đấy là trên chiếc lọ gỗ. Thế thì với cái thời đại hiện tại bây giờ thì chúng ta có rất nhiều công nghệ để chúng ta xử lý gỗ. Và biến những khúc gỗ đó có thể tồn tại cả nghìn năm cũng được. Tuy nhiên thì có một hạn chế rằng là cái công nghệ xử lý tẩm sấy gỗ ở Việt Nam bây giờ vẫn đang ở mức sơ khai. Thế nên mọi người vẫn phải làm thủ công nhiều hơn. Thì thường là những tượng nhỏ thì việc mà xử lý gỗ nó dễ hơn với tượng to. Trong khi mà để có thể làm công tác hoằng dương Phật Pháp và tu tập thì ở trong những không gian lớn thì phải có những tượng to. Thì bây giờ là một cái thách thức đặt ra là những tượng to đó xử lý gỗ thế nào. Vâng. Như bên mình bây giờ thì bên mình những tượng to như vậy thì bên mình đều phải đưa vào những lò sấy và sấy chậm, nâng nhiệt độ từ từ lên để cho hơi nước thoát ra khỏi bề mặt gỗ từ từ thì không bị tách gỗ. Sau khi đó xong thì bên mình mới về và hơi khô và dùng máy thử xem độ ẩm của gỗ có đạt đến bao nhiêu, và từ đó thì mình bắt đầu tiến hành tiếp theo là đục tinh. Thì cái này rất quan trọng, vì sao? Vì bên mình hiện tại bây giờ đang cung cấp tượng cho 14 quốc gia trên thế giới, trong đó những quốc gia mà có khí hậu rất là khắc nghiệt, ví dụ như Australia, ví dụ như khối Schengen, ví dụ như là Canada. Những nước đó thì cái khí hậu nó rất khắc nghiệt, và mang gỗ sang nếu như mà mình không qua xử lý thì có thể tách ngay tại sân bay luôn, tách tớt toác tại sân bay luôn. Chính thế thì khi mà bên mình có xuất tượng đi bất cứ chỗ nào thì bên mình đều phải có qua xử lý và sẽ kiểm tra trước cái độ ẩm, thông qua độ ẩm tại nước đó, tại vùng đó là bao nhiêu, và khi đó bên mình sẽ phải xử lý gỗ và kiểm tra xem độ ẩm của trong gỗ mình nó tương đương độ ẩm đó. Bắt đầu mới xuất tượng đi. Rất là phức tạp. Thì ở trong miền Nam thì bên mình cũng đang phải làm như thế. Trong miền Nam độ ẩm thấp hơn ngoài này. Chính thế cũng phải xử lý. Tượng ngoài Bắc và vừa Nam thì cũng phải có kiểm tra về độ ẩm. Tượng có được bảo hành theo thời gian không ạ? Bên mình thì là bất cứ tượng nào ra thì bên mình sẽ cấp một cái chứng nhận bảo hành. Ví dụ như ở đây. Đây cũng là một cái bước ngoặt rất rất hay. Mà chính nhờ vào này thì bên mình tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn so với các đơn vị khác. Bên mình sẽ có những cái, mỗi khi tượng xuất xưởng
sau một tháng kiểm tra thì bên mình sẽ xuất ra một tờ chứng nhận bảo hành. Đây là cam một ngôi chùa. Cam kết bảo hành 10 năm đúng trong rồi. Lãnh thổ Việt Nam. Dạ. Đúng rồi. Thì bên mình sẽ bảo hành 10 năm trong lãnh thổ Việt Nam. Một năm bên mình có từ 3 chuyến 5 lần chuyến bay vào trong miền Nam. Và từ đó đội bảo hành sẽ bắt đầu đi ô tô dọc theo từng tỉnh. Và đến tỉnh thì chỗ nào có tượng bị nứt thì các bạn sẽ đến thẳng ngôi chùa đó bảo hành tại chỗ. Và nếu như Phật tử nào có tượng bị nứt đến thẳng nhà bạn đó và bảo hành tại nhà đó. Chính vì khi mình làm này thì tạo ra một sự thành công. Thì nhiều người người ta thấy rằng hóa ra bên có một đơn vị người ta nhờ vào việc bảo hành này người ta được rất nhiều người tin cậy. Thế thì rất nhiều đơn vị họ lại nâng chất lượng sản phẩm lên. Và họ cũng cam kết là bảo hành. Thế thì vô hình chung là nhờ vào việc mình làm ra một cái nó khác biệt và mình cũng có thành công thì kéo theo rất nhiều đơn vị ở làng nghề, người ta cũng nâng cao chất lượng và người ta cũng làm. Thì mình thấy rằng nó là một điều rất là tuyệt vời. Thế thì tại sao mình không đưa ra những tiêu chuẩn cao đi và mình cố gắng làm những cái điều thật tốt đi. Thì nếu như mà thành công thì chắc chắn rằng rất nhiều người xung quanh mình, người ta cũng sẽ lan tỏa những cái điều đó tốt đẹp đó và người ta cũng sẽ làm điều tốt hơn nữa, nâng cấp chất lượng họ hơn nữa cho thị trường. Mình nghĩ rằng là những cái gì làm ở đây thì rất là vất vả. Thật sự nói thì chỉ nói một vài câu trong một vài giây, nhưng để làm được điều này nó là một quá trình rất nhiều năm tích lũy để mới ra được một cái cố gắng đến này. Nhưng khi mình làm ra rồi thì nó sự lan tỏa, những người khác cũng làm giống như mình. Có thể thấy cư sĩ Nguyễn Ngọc Phương rất là tâm huyết về công việc mà mình đang thực hiện, thổi hồn vào những bức tượng Phật. Và cụ thể có thể thấy ở đó để làm sao phát triển được sứ mệnh của mình cho cái sự lan tỏa rộng rãi mà như anh chia sẻ, giữ vững được tiêu chí là đưa được tinh hoa của nghệ thuật Phật giáo cổ vào trong phong cách thời đại hiện nay, thống nhất trong một cái sự đa dạng như vậy để luôn luôn bảo tồn, phát triển và tạo nên những cái nét văn hóa nghệ thuật Phật giáo Việt Nam riêng khác mà không thể trộn lẫn được. Những cái lúc mà căng thẳng quá này hay là những cái lúc công việc vất vả như anh chia sẻ thì anh thường có những cách nghỉ ngơi như thế nào để từ đó mình có thể tái tạo năng lượng? Bởi vì Linh hiểu rằng là làm những công việc đặc trưng như thế này thì mình cũng phải giữ cho cái tâm của mình có được một cái sự thanh tịnh nhất định, đúng không anh? Bọn mình vẫn hay nói vui rằng là nếu mà làm tượng Phật thì sẽ có được phúc đức và luôn luôn là tâm thảnh thơi và sức khỏe tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà bọn mình vẫn có mà mọi người không biết rằng là chính nhờ vào lao động vất vả thì bọn mình có một sức khỏe rất tốt và ngủ rất ngon, ăn cũng rất ngon. Chính thế thì đến giờ bọn mình cảm thấy rằng là đó là cách mà mình relax, nghỉ ngơi nó là tốt đẹp nhất. Cứ phải lao động thật nhiều, vất vả, chảy mồ hôi nhiều. Đấy thì cũng có một cái nữa mà bên mình rất tâm huyết là cứ 3 năm thì bên mình sẽ đưa ra một cái tạp chí. Trong tạp chí đó thì có từ 2 đến 6 nghiên cứu khoa học liên quan đến tượng Phật. Thì nghiên cứu khoa học này bản chất là bên mình dựa trên toán học cao cấp để bên mình đưa ra những cái nguyên tắc tượng Phật. Ví dụ như là bên mình, đây là cuốn tạp chí mà mình làm từ năm 2020. Dạ. Và đến năm 2024 bên mình sẽ đưa ra một cuốn tạp chí mới dày gấp đôi này. Thì trong cái này thì có hai nghiên cứu khoa học rất là hữu ích. Đấy là ví dụ như ở đây là bạn có thể nhìn thấy rằng là tính toán để nhìn ở góc nhìn xuống của tượng Phật. Tức là tượng Phật thì bao giờ cũng để ở bên trên và mình nhìn từ dưới lên. Nếu như mà bạn nhìn tượng như này, bạn sẽ nhìn thấy tượng của mình là đang nhìn hơi xíu xuống. Nhưng khi bạn mà nhìn từ dưới lên, bạn thấy tượng đang nhìn bạn. Anh ơi, đây là nền tảng kiến thức mà của trường Đại học Bách Khoa từ ngày mình còn là ngồi trên ghế nhà trường, đúng chắc không? Chắc là do ngày xưa học toán, sao bây giờ mình đi đâu cũng nhìn thấy toán. Thì khi đó thì mình sẽ tính rằng là ngài ngồi ở trên cao kia thì góc nhìn phải cúi xuống sâu hơn. Và nếu mà ngài ngồi thấp hơn thì góc nhìn sẽ vừa phải. Nhưng để tính việc đó thì mình phải sử dụng công thức một cái công trình về tang alpha và mình tính được ra để mình tính được góc nhìn của tượng là bao nhiêu. Hay đơn giản là những cái là tính cái độ rộng của đùi, độ rộng của vai khi làm những tượng cao khoảng tầm 10m, 20m ra sao. Vì nếu như một tôn tượng Phật mà nếu như mà bạn làm tượng để tay như thế này, thế thì cái tay này gần bạn hơn và tay này xa bạn hơn. Thì nếu như bạn mà không tính toán khéo thì bạn làm hai tay này bằng nhau thì bạn sẽ nhìn cảm giác sẽ tay này to hơn rất nhiều tay này. Vâng. Thế thì khi đó bên mình xây dựng ra một công thức về tích phân rất là phức tạp để tính sao là bộ tay này thu nhỏ lại làm sao vừa phải để tay này phóng to ra để vừa hai tay này nhìn góc nào cũng bằng nhau. Hay cái đùi là mình sẽ phải thu nhỏ lại hơn so với bình thường
nhưng thu nhỏ bao nhiêu lại tùy thuộc vào chiều cao tượng bao nhiêu và tùy vào góc nhìn người bao nhiêu, thì lúc đó mình mới xây dựng ra được ra cái đó. Thì tất cả đấy là nó công thức toán học. Vâng, tức là theo thời gian là quy trình sản xuất là ngày càng được tính toán một cách chi tiết và tỉ mỉ hơn để đảm bảo độ chính xác. Thật ra thì cái tính toán đó thì nó không đưa đến độ chính xác cao, nhưng mà nó sẽ giải quyết bài toán là cái góc nhìn của người xem, người ta thấy mãn nhãn nhất. Còn thực ra là nó vẫn có những cái sự xê dịch nho nhỏ. Vâng. Anh ơi, cái khát vọng lớn nhất của cư sĩ Nguyễn Ngọc Phương cùng với đơn vị của mình ở thời điểm này là gì? Khát vọng lớn nhất của mình bây giờ mình phải có nguồn tài chính mạnh mẽ hơn nữa để mình có thể mình xây dựng ra một trung tâm nghiên cứu và phát triển về mẫu mã tượng nói riêng và Phật giáo ứng dụng nói chung. Thứ hai là mình có thể có tiền để mình mua được nhiều người giỏi về làm cho mình. Thứ ba là mình được sự hỗ trợ về truyền thông của các đơn vị đối tác, làm sao để có thể thuyết phục được mọi người sử dụng các cái mẫu tượng đó. Thì cái tham vọng lớn nhất trong thời gian tới của bên mình là bên mình sẽ phát triển ra những cái sản phẩm gọi là Phật giáo ứng dụng. Phật giáo ứng dụng là một cách nôm na hiểu là 50% đấy là hình thái về tượng Phật, nhưng 50% còn lại là những cái công năng khác. Ví dụ như là để trong khối văn phòng thì công năng bên dưới có thể là một cái đồng hồ, có thể để các, có thể để bút ký, hay để ở trong những căn phòng mà hay mọi người hay mùng 1 hay rằm hay lễ, thì có thể công năng bên dưới có thể là một cái hộp chứa lời nguyện cầu người ta, và cuối tháng người ta rút ra lời nguyện cầu đó, người ta xem lại tháng vừa rồi mình làm những cái gì. Như vậy thì nếu như chúng ta xây dựng được ra những cái sản phẩm Phật giáo ứng dụng như vậy, thì Phật giáo không đơn thuần chỉ là ở trong chùa, Phật giáo không đơn thuần chỉ là những lời bản kinh, giảng pháp, mà Phật giáo đưa thẳng đến từng cái góc văn phòng nhỏ của các bạn, đưa thẳng vào trong bệnh viện, đưa thẳng vào trường học, có thể dùng được tất cả. Như vậy thì chúng ta sẽ lan tỏa được Phật giáo rất là rộng rãi. Thì bản thân họ thấy họ dùng là có ích cho họ. Họ để cái bút được trên đó, nhưng cái bút đó bút ký thì họ để dưới chân tượng Phật, thế phải tuyệt vời không? Thì tại sao chúng ta không làm được như thế? Thì cái đấy nó là một cái mà đòi hỏi cái việc nghiên cứu nó rất là sâu và mạnh, và đòi hỏi những con người mà hiểu rất sâu về phát triển sản phẩm. Thì cái này nó không đơn thuần là những người học vấn bình thường, mà đòi hỏi họ sẽ phải có những cái kiến thức sâu về nghiên cứu về giao diện người dùng, về thiết kế sản phẩm, giống như thiết kế những cái điện thoại. Nhưng bây giờ thay vì đấy họ đưa vào để thiết kế cho những sản phẩm Phật giáo. Vâng, với sự tâm huyết và niềm tin lớn lao như thế này, xin được chúc cho cư sĩ Nguyễn Ngọc Phương cùng với đơn vị và những người cộng sự của mình sẽ tiếp tục có thêm thật nhiều những cái trải nghiệm tràn đầy niềm vui, hạnh phúc trong cái quá trình tâm huyết mà đó là thổi hồn vào những bức tượng Phật, để làm sao như anh chia sẻ đấy ạ, để Phật giáo cùng với những bức tượng Phật sẽ đến gần hơn với cuộc sống của con người chúng ta và mang tới khơi dậy những cái điều thiện lành trong mỗi con người, trong từng gia đình và từng ngõ xóm. Cảm ơn anh rất nhiều về những điều mà anh đang tâm huyết và đang thực hiện. Cảm ơn Linh và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Gần cả năm rồi mà vẫn chưa xong ngôi nhà xinh. Làm sao đây? Đừng lo nhé em ơi, em à, vì giờ đã có Hoa Sen Home chất lượng cao. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, chuyên phân phối đa dạng các mặt hàng vật liệu có thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Hoa Sen Home, ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.